cái vụ Linh Đến Thuê Gốc Việt bị bắt người nhà đó, ở cái vụ này em nói rồi anh, cái nhà đó tào lao, cái nhà đó không hiểu nổi luôn á, thiệt vô duyên mà, vô duyên mà không có gì để thông cảm, tự nhiên dụ như giờ bạn công dân Mỹ thì bạn kia chính phủ Mỹ cứu đi chứ, thiệt đúng không quý vị, chính phủ Việt Nam tội tình gì trong chuyện này, tự nhiên cái đi làm chuyện nói chuyện thì phải có tình và có lý, tình đã không có rồi lý cũng không có luôn. Ví dụ nếu mà nói về tình là cái bây giờ cho là cái em nó đi đóng được bao nhiêu thuế cho đất nước, em đó cống hiến gì cho đất nước, hay là em đó sống ở Việt Nam bao nhiêu năm, thì đó nói về tình. Còn bây giờ nói về lý là quốc tịch. Tôi nói chuyện có đúng cái gì? Còn nếu mà tóm tắt bằng một câu bình luận cho các bạn dễ hiểu á, thì là đọc chậm chậm thôi nha. They are so funny. Mà thằng đó hả? Chống phá rồi thôi bỏ luôn. Nhưng mà em nghĩ thì cái việc đó thì chẳng qua làm truyền thông hiệu ứng chắc đồ này thôi chứ ai quan tâm đâu anh. Tài Quỳnh nó cho những góc nhìn khác nè, nhờ năn nỉ, tức là ý Tài Quỳnh năn nỉ chứ phải gây sức ép, khóc lóc này nọ, đôn đáo này nọ hả. Thì thôi giờ chơi một bước văn minh nộp đơn đi em, thì giờ cứ viết giống như viết tờ đơn vậy đó, xong gửi lãnh sư quán thôi, về tới đó nhà nước giải quyết, sao giờ nước giải quyết đó là văn minh nha. Dạ, thôi mệt quá, mấy vụ này thấy truyền thông làm ghê quá, mà không biết chính chủ có điên đường pháp lý chưa, sao giờ anh sợ truyền thông hải ngoại quá mấy em ơi. Giờ YouTuber giờ như đói quá hay sao, cái gì nó làm kinh lên được, có thấy toàn YouTuber không à, kêu truyền thông thì nó cao quá các bạn, truyền thông YouTuber, thậm chí mình cũng thấy thẳng luôn mà, chính là người hải ngoại người ta chửi đúng không bạn, mình đâu đọc comment đó, người hải ngoại người ta chửi đó, giờ mấy YouTuber đói quá kiếm tiền gươm la bậy bạ. Thật sự mình thấy vấn nạn YouTuber nó bắt đầu rồi đó, mình cũng rất là sợ hãi rồi đó. Tức là ví dụ như bạn nói chuyện kiểu bình thường, có tình có lý có trái có phải thì không ai nói gì hết á. Má, thêm móng nhậm muối ha, giật tích ha, để hình sóc ha, chơi drama rồi vô ha, tự nhiên nghe Uran quýnh nhau muốn chết luôn, má ngoài chém gió chỉ giữ vô nè ha, vì Nga rồi gì thắng kinh khủng rồi, Uran quỳ gối khóc hận rồi gì đòn gì của bên này phương Tây, phương Tây chuẩn bị gì khóc tiếng máng rồi gì cụ Biden sụp đổ khi biết cái này rồi, thôi ông nội ơi, tôi thiệt á, cái này mà kêu truyền thông á thì nó hơi kỳ quý vị, mà lướt lên có những cái thay thồ mà xúc phạm người xem luôn, đọc em hết mệt, chế hình nữa quá, chế hình làm thum chuẩn anh lại gì nay giờ nãy giờ làm em cũng hiểu lầm bà mẹ luôn. Ai biết anh không quan tâm vô đó, thấy đăng gì blum la thì nghe nói, nếu mà anh cũng chưa nói nặng câu nào mà, đúng không? Thì giờ nói chung là cái đường cùng trước cái sống và cái chết đó, thì người ta nhận ra nhiều cái lắm, mình không nói được, tại sự sống đối với anh thì nó vô thường quá. Anh cũng chứng kiến rất là nhiều, khá là nhiều người thân này nọ ra đi, cũng thôi trước cái sống và cái chết thì nó cũng vô thường lắm em. Thì thay vì kêu gào khóc lóc để cho mấy anh truyền thông nó bú farm, đúng không? Cái đó là truyền thông nó bú farm thôi chứ. Rồi xong rồi gì thì mình thà mình gửi đơn này nọ hay như thế nào đó thì nó văn minh hơn. Còn nếu mà mình tổ chức họp báo gì đó nhìn nó cho hiểu cho được hơn. Chứ còn làm mấy cái sự kiện giữa đám đông mà làm này nọ, họ cứ nghĩ làm vậy sẽ có ảnh hưởng trên truyền thông. Không phải, tức là vậy nè, tức là bản thân họ là họ gần như vô đường cùng rồi. Thì bây giờ giống như các bạn nói là bị bệnh thì đi giấy tứ phương đúng không? Họ vô đường cùng rồi, thì trong cái đường cùng đó đó là những cái nhà YouTuber kia, người ta lập cái kế hoạch, người ta lên cái chương trình và người ta khai thác cái hình ảnh. Rồi cuối cùng tiền kiếm được có chia cho bà này không? Hay là có giúp được bản thân họ không? Hay là chỉ đưa lên kiếm view kiếm tiền vậy thôi? Theo tôi thì vụ người lính bị bắt ở Mỹ, Nga, chính phủ Mỹ can thiệp và hợp lý chuyện đó rõ ràng. Có biết bao nhiêu người Mỹ muốn cứu khỏi Nga mà không được cứu? Sao các bạn có thể hy vọng nhờ được chính phủ Mỹ cứu người các bạn muốn? Thì đường cùng rồi, người ta vậy thôi, ông không nghe khó mày. Giờ đường cùng họ làm được cái gì nữa? Tức là khi trước khi đi họ cũng có ngạo khí, họ có lý tưởng này nọ ghê lắm, nhưng mà đứng trước cái sống và cái chết thì cái lý tưởng nó bị thử thách bởi ông Diêm Dương. Thì chính chính phủ Mỹ người ta cũng khuyên mà, tôi không cản được các bạn, đó là quyền của các bạn, nhưng mà tôi khuyên các bạn được đến vậy thôi. Còn các bạn đi đến thì các bạn phải xác định rằng giờ ta lương sân bạc,
ta anh hùng trượng nghĩa, thắng thì vinh quang, còn thua thì lỡ mà cái cuối cùng đó thì tiêu phong. Mà mấy vụ vụ gốc Việt gây sức ép đa số mấy bạn không đọc báo, thì báo Facebook không như gì đâu. Nay gia đình của bạn lính đánh thuê, mẹ lính thuê hoài. Anh không có sử dụng chữ lính đánh thuê tại vì anh chưa chắc. Lên gì concert khóc lóc bắt chính phủ Việt Nam phải có trách nhiệm đó anh, tại ông kia mang trăm trăm máy Việt Nam, chả hiểu luôn, ngáo chứ gì hiểu chi. Cuộc đời đâu cần chuyện gì phải hiểu. Nếu là lính đánh thuê thiệt sang chiếm nước người ta, cứ giết không cần hỏi mất thời gian, thì đó là tùy cách chơi của bên bắt được thôi, chứ đó anh không ý kiến nha mấy em. Đó là anh không ý kiến à, tao nói gì cũng có cái dở. Tại vì điểm yếu của Mỹ là quyền công dân đó, chọt cho điểm yếu này của Mỹ thì nhiều khi cái phe bắt được giá trị thương mại hơn đó, chứ đâu cần phải gì giết giết dễ ẹt. Nhưng mà đằng sau cái giết đó đó là cái nó không có lợi cho mình, thì giết để làm gì mấy ông nội cao cờ. Nên thằng này nhiều khi mình suy nghĩ, nói chung là quan điểm của em thì là quan điểm thôi, nhưng mà nó không có gọi là một cái người có mưu lược. Ông tài trần này lên sóng Bonsai TV hoài mà anh không xem mà làm gì có mày, có không mày? Gì ghê ba. Thôi ông mày chơi truyền thông rồi tao không chơi mày nữa mày ơi. Ghê lắm, có là không chơi nha, thật sự vậy luôn á. Ngại ngại mình ngại truyền thông lắm em. Em có biết Bonsai TV là gì đâu, lên sóng Lê Minh Đức xạo quá ba. Mày xạo mà vu khống nó mày. Giống như mượn đường á, Lào nằm trong thế mượn đường mấy em. Anh Duy có nghĩ YouTuber là nghề không? Thật ra thì theo chuẩn nước nào? Không có theo chuẩn Mỹ Đế thì khác nha. Còn theo chuẩn của mấy nước kia tao bó tay luôn. Tức là nghề cũng được, với điều kiện phải có luật cho nó. Đúng không? Có công ty quản lý. Làm nghề cũng được nhưng có điều kiện phải có luật cho nó. Chứ còn không có luật cho nó loạn à. Thí dụ như các bạn làm YouTuber trong mấy ngành lĩnh vực giống như giáo dục chân chính. Tôi dùng chữ giáo dục chân chính nha, chứ tôi không dùng chữ dạy làm giàu nha. Đó, bạn có coi YouTuber của Mỹ của G7 nó làm á, tức là mình coi chân chính thôi, chắc nó cũng có tà đó, mình không khe mấy thằng tà. Nó làm những video về giáo dục. Nó làm những cái video về giáo dục này nọ kia. Rất là hay. Cái đó nó bổ sung kiến thức cho những người mà trên trường lớp ta bị hỏng. Người ta coi là cái đó, người ta sẽ rất là giỏi, người ta sẽ khắc phục được cái hậu quả của mình. Còn đằng này á, mẹ cứ cắm đầu video giải trí, mà giải trí xàm. Giải trí với default. Cứ lụm trên báo có cái tin gì, xong rồi về xào nấu chế thêm phát một đứa tựa vô đúng ghê luôn, làm tao tò mò bay coi không có khỉ gì hết. An nhiên tâm tính tốt sẽ được sự chở che của Bồ Tát, tôi tin như vậy. Thì đó là tâm linh, thì ai cũng tin như vậy hết anh ơi, nhưng mà vấn đề giờ nó là mình không thể nào liên lạc được, anh hiểu không? Tức là trong trạng thái mà rất là nguy hiểm. Lần cuối cùng em liên lạc thì nó nằm trong trạng thái là cũng rất là, không phải là chỉ nói di chúc nhưng mà nói chung là cũng ghê ghê. Rồi xong rồi tới giờ này thì không thấy đâu hết á, thì cũng hơi ớn. Chứ còn giờ ví dụ như mà người tốt như chỉ mà ngã xuống cái nữa cuộc đời được còn tính gì nữa anh. Trong khi mang ác như quỷ vậy, mẹ nó mập thay, nó béo xác rồi, nó hoành hành cuộc sống, nó hoành hành nhân loại này nọ kia, hoành hành xã hội đồ, ngạo nghễ với trời với đất đồ. Còn người chết từ người tốt tự nhiên người ta ngủ ngẫm hết trơn rồi. Thì cái cuộc đời này mình có nên rút cái rìu gì về đừng đóng củi sống qua ngày chờ qua đời không? Kẻ ác thường sống dai để trả nợ đời, trả con khỉ mốc. Ông nó sống dai nó kéo mười mấy mạng sống tốt chết thay trước nó luôn đó chứ trả. Đúng không? Các bạn có coi phim không? Phim vậy thôi đời vậy à. Tao nói tà không thắng chánh. Nhưng mà cái thằng chánh mà thắng đường tà xong chết gần hết còn con thằng hai thằng à. Này chỉ có qua Mỹ sống thì mới hết bực mình vì kẹt xe thôi anh. Nói vậy nó cũng phũ phàng quá em. Nói vậy nó phũ phàng quá thôi, nhưng mình có dịp mình qua Mỹ thì mình mướn xe, mình mượn xe hay mình mua xe mình chơi hết ga hết số vài bữa thôi em. Nói vậy nó phũ phàng quá nha. Nay đi đường kẹt cứng nhìn đuối ghê vậy anh. Đuối lắm em, đuối quá đuối luôn. Mới đi từ Bà Rịa về mất 5 tiếng rưỡi. Thì tao nói giờ nó kẹt tờ lưa chỗ nào cũng kẹt, cái Bà Rịa thì kẹt lộ 51 phải không, với cao tốc phải không. Mà nói gì nữa ông ơi, chán thấy mẹ luôn. Vậy thì có nhiều khi tôi nói cuộc đời tôi tới ngày nay tôi đã tụt cảm xúc rồi, tôi không còn chút xíu cảm xúc nào mà xách mẹt đi du lịch làm giàu cho quê hương nữa, tôi nói thiệt luôn á. Nên nhiều khi thất thu nguồn cũng lớn chứ, tại vì tôi cũng chịu chơi đúng không các bạn. Mà tôi đi một lần là tôi hút biết bao nhiêu tiền nói luôn á. Hồi tất nhiên không nhiều hơn so với ai nhưng mà cũng trên mặt bằng chung các bạn. Nhưng mà giờ xách mẹt ra khỏi thành phố là nó chán nè.
nó không ngồi chút xíu cảm xúc để mà cầm vô lăng. Nhiều khi thật sự bạn cực chẳng đã về quê có một chuyện này nọ thì mình mới đi thôi. Chứ mà đừng có con nhỏ nào mà nói em ơi về quê trước em đi, xin lỗi tôi chán lắm, anh chán cặp anh lắm mà mấy em. Đẹp mấy thì cũng không có rước đâu. Trời đất ơi, đài đỏ nhau vậy có gì đâu hạnh phúc mấy em. Thôi em đi xe lên thành phố luôn đi. Tương lai anh Duy tính đổi xe rộng hơn, thuê tài xế lái cho thoải mái không anh? Mày có ngồi lái hay tài xế ngồi lái đâu, kẹt xe ngoài đường thôi con. Cái vấn đề ở đây là dành cả thanh xuân để kẹt xe. Mà trong khi thời gian đó anh làm được bao nhiêu chuyện, tối ngày cái tư duy rồi tư duy bụng bự không à. Sao mấy em này trẻ tuổi mà nó ăn rồi nó thuê tài xế, vừa qua mà nhìn Mỹ Đế con nào thuê tài xế không? Xin lỗi mấy em nha, cỡ như Donald Trump nhiều khi tự lái xe đó mấy em. Thấy không? Trời ơi, người ta phải tự lập. Mẹ tối ngày ăn rồi thuê tài xế không? Đúng rồi anh ơi, kẹt xe một đống người vô làn khẩn cấp nó bắt quá trời, bắt đỡ chỗ tôi không bắt luôn kìa. Chỗ tôi có mấy nó chạy xe mà thiệt á, mua xe bốn bánh mà tư duy bốn cẳng. Nó chạy nóng lắm quý vị. Tôi đợi đó, tôi nhìn mà tôi đau đớn á, nhìn tôi đau đớn lòng của một cái đất nước đang phát triển vậy, mấy thằng đó nó chạy xe mà nó chạy xe bốn bánh chứ phải hai bánh đâu. Nó chạy vậy á. Bốn bánh là cái. Nó chạy nhiều ức chế lắm mà tôi không tiện nói á bạn, nó chạy vậy á. Nói về giao thông, nói đừng nói giao thông. Nhắc tới giao thông là nóng rồi. Lên khẩn cấp bị bắt phạt 350 đô. Tôi nói thiệt phạt 350 đô còn nhẹ, cái tội đó tội cố tình tước bằng. Tôi nói xin lỗi vậy chứ nó vượt đèn đỏ chưa chắc nó cố tình. Nhưng mà nó chạy trong làn khẩn cấp nó là cố tình. Nhiều khi người ta vượt đèn đỏ người ta còn bị liệu. Hiểu không? Chạy gần tới đó đèn vàng thắng không kịp, vượt giết luôn. Những cái tình huống đó còn tha thứ được, còn nó đã chạy trong làn khẩn cấp nó là cố tình rồi chứ không có chuyện gì mà vô tình ở đây hết. Mà những cái về cố tình như là uống rượu lái xe, vô làn khẩn cấp, tạt đầu nguy hiểm, tước bằng, kiến còi vậy đó. Ở cái hàng người ta đang xếp, người ta get like cho nó văn minh, ta bò qua. Ổng chơi, ổng không lỗi, ổng ban. Nói sao ta? Cái hàng người ta đang xếp vậy nè. Đó, chỗ này trống nha ha, chỗ này trống nhưng mà chỗ này nó kẹt nha. Cái ổng ban tự dưới đây, ổng ban déo lên, trên đây ổng đứng, cái ổng đá xe nó cúp đầu vô. Hiểu không? Ai lái xe hơi hiểu không em? Từ làn khẩn cấp luôn rồi. Không cần biết mày làn nào hết, mày lái xe của đó lái mất dạy. Ở bên Mỹ ăn kẹo đồng luôn á chứ đừng nói thiệt. Xin lỗi quý vị nha, tôi nói tất nhiên hành vi ăn kẹo đồng á là cái hành vi nó tôi không bao giờ đồng ý hết. Yeah. Tại nó là giết người. Nhưng mà hả? Ở bên Mỹ nó có đó, những cái màn chạy xe mà chạy xe bố láo của đó ăn kẹo đồng á. Thể hiện có sự văn minh không hề có. Hiểu không? Làm lại nha. Tức là một cái con đường nó bị nguyên nhân nào đó nó rớp lòng rồi đó, thắt cổ chai bị kẹt ở chỗ này. Chỗ này nó kẹt. Thì người ta đang get like một đường xe ô tô chạy, tôi đứng chờ tôi bò ở đây. Cái có ông nội sao đích chờ lâu quá. Ông khôn lỗi, ông lạng luôn bên trái, ông chạy cái déo ra đây. Ông cúp cái đầu vô. Đó. Cái kiểu đó đó. Mà không phải là một thằng mà là cả đống thằng. Nhìn thấy một người sẽ một đống người phía sau sẽ bắt chước theo. Tụi nó là cái mặc định là điền vào ô trống. Quá chơi cái kiểu đó đó. Thấy trống mà lộ vô. Hạ tầng này là cái tổ nhện chứ đường xá gì mà một là kẹt xe, hai là chim mồi sai tả dữ mày. Ba là bị bắt trên cái đúng ngoài Võ Văn Kiệt là sao? Bị bắt là bắt cái gì? Bắt đúng bắt sai chứ mày nói gì từ lưa mày. Cái chuyện chim mồi thì chuyện đó thôi. Đầy rẫy rồi, tỉnh con này nhiều nhất. Nên giờ vì cái tỉnh của em mà một đống cái tỉnh kia anh không đi du lịch là hiểu rồi đó. Bữa có cái clip giống anh nói trên cao tốc Long Thành, thằng chen vô, thằng kia không cho vô, bước ra solo luôn. Lái xe đường nhỏ mà phải chạy sau mấy chiếc taxi Grab, nó để 30 tức ức chế luôn. 30 là chuyện của 3 năm trước, giờ còn 20 rồi em. Cái gì à, quay đầu chỗ ốc đảo ngoài Võ Văn Kiệt đó anh. Mình quay xong đi thẳng, vô thổi, phải dòng vô len. Trông qua khỏi ốc đảo mới đúng. Từ từ tao cũng nghĩ ốc đảo là nào mày, chỗ nào ta? Đang nói chỗ nào với em quay đầu. Em quay đầu xong em đi thẳng. Bị thổi. Em quay đầu xong em phải chạy lên ốc nhỏ là gì? Mày nói mà rõ, tức là mày quay đầu vô chỗ đó đường có cấm hay không? Hay là mày quay đầu chỗ đó có vạch đè hay không? Người ta mới thổi mày được chứ. Còn cái vụ không có mày chạy thoải mái chứ thổi gì trời. Dừng lên để trái sao mày quay đầu lên đi thẳng được, không hiểu luôn á. Mày dừng lên để trái thì mày quẹo mẹ luôn đi chứ mày dừng lên để trái rồi mày quay đầu qua lên đi thẳng là sao không hiểu. Mày đi xe máy hay sao vậy? Này tào lao vô cãi mày.
cái ốc đảo này nó đâu đại diện được cho giao lộ. Không, nếu mà cái này là cái này giống như là cái cục điện thôi chứ cái ốc chứ đâu phải là cái bồng binh đâu. Mày nói bà đó bồng binh đi dễ hiểu. Mà cái bồng binh cái cục điện này nó nhỏ xíu à, nó đặt ở tích đằng kia là của cái hướng đi khác chứ đâu phải nó đại diện cho con đường ở đâu mà bắt người ta ôm này trời. Đúng không? Trong khi á đi như vậy á, tao quẹo về thứ nhất nó vừa an toàn, nó vừa hợp lý, nó vừa thuận tiện, nó đúng hết, tôi thấy đâu có gì sai đâu. Mà bị dứt hả? Là đường Nguyễn Văn Linh là độn tay là hai. Anh em lái xe cẩn thận không bị dính chưởng, nhắc trễ rồi em. Em nhắc trễ rồi. Em lên ô tô phân bót bài dính nhiều dữ lắm không anh? Không đó, đưa tao cầm lái tao cũng dính luôn. Quẹo đúng rồi chứ ai quẹo kiểu như mày nói đúng không? Kiểu quẹo đó hợp lý rồi, thiệt anh em tài xế thì bắt xui thôi chứ tao thấy đúng. Ai chạy kiểu vô lý đó, kiểu đó ra ngoài tò cãi tao cũng cãi luôn, tao thiệt á. Đúng không? Tất cả nói chung là nó thiếu cái gì? Nó thiếu một cái sự tranh luận. Bây giờ anh nói nha, ép người ta kiểu đó đúng không? Thì giờ nó xảy ra tình trạng nhiều cái đó, mình khoan nói chuyện đúng sai. Bây giờ nếu mà có cái đèn đỏ nó còn 1 giây 2 giây, đèn xanh 1 giây 2 giây là vẫn chạy đúng không? Đúng rồi. Vẫn chạy nhưng mà em chạy từ cái đoạn đường đó em ra em ôm tới ốc đảo đó, mất 5-10 giây lúc kia đèn đỏ rồi, cái xe kia nó bắn luôn. Thì đó là hai xe sẽ gặp nhau. Nói chung là khi bạn phải là tài xế thì bạn cũng hiểu tài xế có những cái khổ lắm mà. Cũng có đít và có đát nha, có những tài xế khổ lắm chứ không phải giỡn đâu. Còn những ông nội như nãy tôi nói bó tay rồi, chạy cụp đầu á, ổng nói giờ xử lý tại chỗ cho em, còn mọi ý kiến thắc mắc thì em điền vào biên bản này rồi, nữa lên xử lý ABC, ít y dách em nói em lại anh. Dạ, ngày chạy ba đám cưới một ngày cũng phê anh, mày đi thiệp không chứ sao ăn nổi ba đám mày. Lỗ rồi, boss chưa kịp đi bên kia xe ùa qua đứng giữa lộ luôn. Thì nói thật sự thì giao thông ở Việt Nam thì anh đánh giá là số bác. Thì cái chuyện đó anh mấy em mới chấp nhận, mấy em than với anh đâu giải quyết được gì đâu mấy em. Anh cũng chỉ là một cá thể trong luồng giao thông đó thôi và cũng sống với nó hàng ngày. Thì thôi giờ anh nói em về ráng phấn đấu kiếm tiền đi, rồi đi qua Mỹ đế du lịch đó, xong bướng mẹ cái xe đạp hết ga hết số mấy ngày để cho biết được cảm giác chạy nó ra làm sao thôi, rồi về đây sống tiếp. Chứ giờ tụi em cứ nói tới nó lui, nó xui nó ngược chuyện gì hàng ngày. Má rồi chưa kể nó xàm bà cố luôn trên nút giao thông ngay chỗ đây anh đi làm nè, đường Nguyễn Thị Thập nhỏ xíu à. Mấy thằng khứa quay đầu ăn rồi đâu, mày tới đó quay đầu hoài. Quay mẹ rồi quay sợ sẽ đụng nữa, tức là cái cảm giác quay đầu rất ức chế mấy em. Tụi em đang đi thẳng mà gặp thằng quay đầu là khỏi đi rồi đó. Cái thứ mà qua đường mà nhát á, tức là nó làm trễ đèn người ta hoài à. Nó quay đầu em hiểu không, nó quay đầu đứng nó chờ xe kia chạy, nó không dám quay, đứng nhích rồi xong mà đứng xe đít nó hết đèn luôn. Tức là cái quy hoạch nó sai nhiều điểm lắm. Mà cái gọi là cái văn hóa của mình nó quay đầu tè le chỗ nào không quay được hết á. Còn ở bên những nước phát triển mày return nó kiểu đó đi, không phải là chỗ nào không return được đâu. Nên tôi đi qua nước lạ không gì tôi dám return hết á. Ừ đúng rồi, return là quay đầu các bạn. Tôi không dám return, tôi phải return theo hình chữ O, tức là tôi chạy đủ quay đúng 4 đường tôi mới quay lại thôi. Nếu mà tôi đi mà tôi làm cảm thấy lỡ hở rồi đó, lố quá là tôi không có return lại nha. Tại tôi không có chắc rằng có return được hay không. Ủa, mình phải quẹo phải, xong cái mình quẹo phải mình ôm 3-4 cái quẹo phải đó mình lại chỗ đó. Tại vì đường bao giờ nó quy hoạch cũng là hình bàn cờ hết, không thì nó làm sai hết, đừng lo. Mà đường phải đường bàn cờ chứ giờ đường xương cá này nọ nó đi hồi lạc sao. Đèn xanh đèn đỏ chỗ Nguyễn Thập Nguyễn Nhân Linh hình như tới 90 giây thì phải, mà 9 khỉ 100 mấy rồi mày, lên giá rồi lắm. 100 mấy rồi, đường về miền Tây tuyệt đỉnh. Không phải anh mới Bến Tre thôi á. Anh mới Bến Tre thôi á, chứ anh chưa đi xa đâu em. Em thấy gì bực kẹt xe bực mình bực tức, nên em không còn cảm giác bực tức khi mình kẹt. Không, nói chung á, mày kẹt mày ngồi xe máy mày nóng thì mày quạo hơn tao, tao xe mẹt tao cũng đỡ. Mà chưa kể với hài, độ nguyên đường có một trạm dừng chân, vô trạm dừng chân tưởng đâu chợ trời. Không có thiệt, tao đi ra luôn, tao chán gì đâu luôn á. Đông mà. Nó đông mà nó xô bồ, mà nó không trật tự, mà nó không có cái gì gọi là professional luôn. Tính vô ủng hộ người ta hủ tiếu mỹ tho đồ thôi nhìn thấy cái service đi luôn. Tức là nó nói vậy là mấy em, thứ nhất á, những cái trạm dừng chân ở Việt Nam nó ngắn quá, tức là nó ít chứ đâu không phải nó ít quá. Mà xong rồi dân Việt Nam mà đi du lịch bằng xe bus nhiều á, với đi xe hợp đồng á, vô trong đó toàn là những người ta đi á, người ta đi vô người ta trải nghiệm vụ thì ít, mà người ta vô người ta nghỉ ngơi với người ta đi restroom thì nhiều.
mà xong rồi cũng không có sự tổ chức gì chân, xe nó chạy tốn bạn, ông nó nhìn hết thôi. Nhưng anh cũng đi nhiều trạm dừng chân lắm rồi đó, bên Malaysia cũng đi rồi nè, Malaysia Nhật đồ đi hết, mấy kia đi hết. Còn thằng Mỹ nó không có trạm dừng chân nha. Ồ thằng Mỹ nó là gì, nó trạm dừng chân, nó ghi chữ trạm dừng chân khí khô vậy đó, mà nó là một cái trung tâm nhỏ 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 nhỏ, trong đó đổ xăng ăn bánh ăn ngủ nghỉ gì thôi, nhỏ nhỏ thôi, mà nó nhiều lắm. Bên Mỹ thì không lo, má tính tính đi tính lại tính tới tính lui, mẹ thằng Mỹ vẫn chuẩn nhất. Quy mô của từ mấy cái trạm dừng chân, tại sao nó chuẩn như vậy? Okay. Không phải là tại nước không, mà là vì dân nó sống cái cuộc sống nó quen rồi, tức là dân nó cái văn hóa nó ổn định, nó sống cái đó nó quen rồi, nó không có cái chuyện xô bồ xô biết vậy. Thấy nhiêu đó là phù hợp.